Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Thời sự Nhanh, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và sau đây là phần điểm tin chính. Tổ quốc sân sau. Thưa quý vị, biến đất nước thành sân sau cho bản thân và phe nhóm là tội rất nặng. Biến thành sân sau để nước ngoài bòn rút của cải và phá hoại là tội đặc biệt nặng. Ca ngợi Tổ quốc, nhạc sĩ Hồ Bắc viết: Non sông yêu dấu có những người dân cần lao yêu thương, đã bao máu xương đổ xuống quê hương cho đồng lúa tốt. Không thể thống kê bao nhiêu máu xương đã đổ xuống quê hương cho người Việt có cuộc sống hôm nay. Điều có thể chắc chắn là non sông yêu dấu dẫu có những người dân cần lao yêu thương, thì cũng có không ít những kẻ coi chính quyền chỉ là bình phong, Tổ quốc chỉ là sân sau để đục khoét chia chác. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang chỉ đạo công ty Tân Thuận thuộc quản lý của Thành ủy bán cho công ty cổ phần Quốc cường Gia Lai hơn 30 ha đất tại Phước Kiển với giá 1,29 triệu đồng một mét vuông. Trong khi thông tin cho hay, giá đất tại đây thực tế gấp rất nhiều lần. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh giai đoạn năm 2006 đến năm 2021 chỉ đạo bán sân vận động Chi Lăng cho doanh nghiệp tư nhân Thiên Thành với giá 1.400 tỷ đồng. Doanh nghiệp này chia sân thành nhiều mảnh để thế chấp vay ngân hàng 4.000 tỷ đồng. Cũng nên biết có trường hợp người dân thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng, căn nhà giá thị trường cỡ 1,2 tỷ đồng được định giá 800 triệu và ngân hàng chỉ cho vay số tiền không quá 500 triệu đồng. Vậy ngân hàng định giá sân Chi Lăng bao nhiêu để cho Thiên Thanh vay tới 4.000 tỷ đồng? Cảng Quy Nhơn theo Điều 2 Quyết định số 2190 ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ là cảng tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực. Ngày 13 tháng 7 năm 2015, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện ký văn bản 1062 đề nghị Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa cảng Quy Nhơn bằng cách bán toàn bộ cổ phần của nhà nước do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đang nắm giữ 49% cho các nhà đầu tư chiến lược trong nước. Kết quả là cảng Quy Nhơn bị bán với giá 404 tỷ đồng. Bán đất, bán cảng, bán tài sản quốc gia như bán mớ rau, bó cỏ. Vậy trong con mắt những bí thư, chủ tịch tỉnh hay bộ trưởng như Trần Văn Minh, Nguyễn Văn Thiện, Đinh La Thăng, Tổ quốc phải chăng chỉ là mảnh đất sân sau, bán hay không do họ tự quyết định? Mới đây, phát biểu kết luận hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, có ông, người hay doanh nghiệp, không những một sân trước mà 4,5 sân sau. Có ông 14 đến 15 cái sân sau, đừng nói Thủ tướng không biết. Câu chuyện sân sau chắc chắn không chỉ người đứng đầu chính phủ biết, mà chắc cũng không phải bây giờ dư luận mới biết. 4 năm trước trong bài Binh pháp quan trường kế thứ 9, lót ổ sân sau, tác giả cũng đã đề cập đến vấn đề này. Nói đến sân sau đương nhiên không thể không đề cập đến sân trước. Tại Sài Gòn mấy năm trước, giám đốc công ty thoát nước đô thị nhận lương 2,6 tỷ đồng một năm, tức là hơn 200 triệu đồng một tháng, trong khi lương người lao động trong các công ty công ích thành phố này chỉ từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Có thời gian công nhân vệ sinh còn bị nợ lương, phải nhịn ăn sáng để đi làm vì chỉ được tạm ứng mỗi tháng từ 1 đến 2 triệu đồng. Báo Infonet.vn đưa tin, có nhiều trường hợp doanh nghiệp nhà nước, NV, làm ăn thua lỗ, hiệu quả thấp nhưng vẫn hưởng lương từ 50 đến 70 triệu đồng một tháng, thậm chí hàng trăm triệu mỗi tháng. Trong khi đó, tiền lương của người lao động không tăng, thậm chí còn giảm, tạo ra chênh lệch lớn về tiền lương thu nhập với người lao động. Ngay tại sân trước, nơi người lao động được xưng tụng là ông chủ, còn bị đối xử như thế thì tại sân sau họ có vai trò gì? Nói doanh nghiệp nhà nước có sân sau có thể chỉ là một cách diễn giải nhằm giảm nhẹ nhân tai. Bởi thực chất, cái gọi là sân sau đó chỉ là của một số người có vai, có vế, lợi nhuận thu về là của riêng họ, chứ không phải của những người làm công ăn lương. Với không ít người, Tổ quốc không chỉ là sân sau mà còn là phòng VIP trước khi cất cánh định cư ở nước ngoài. Báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam viết, con người luôn phấn đấu vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đất lành chín đậu, chỉ có cách tăng cường ưu thế quốc gia, biến Tổ quốc trở thành đất lành, đất hứa, thì dòng người di cư chắc chắn sẽ ít hơn dòng người muốn đến, muốn trở về. Nếu câu chuyện ở sân trước được một đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội miêu tả, đất lành chim đậu, nhưng chim chưa đậu đã nhậu hết chim, thì phải chăng đang tồn tại không ít trường hợp người ta dành sân sau làm đất lành cho chim đậu? Bao nhiêu dự án được xem là đất lành, cho chim ngoại tha hồ nâng vốn, đội vốn, kéo dài thời gian thi công mà điển hình có thể kể đến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông hay cung đường 34.000 tỷ đồng Đà Nẵng Quảng Ngãi vừa dùng đã hỏng. Cựu Bộ trưởng Trương Đình Tuyến nêu ý kiến,
Không phải họ không có công nghệ cao, họ sản xuất robot đứng đầu thế giới đấy. Nhưng khi họ chuyển sang công nghệ cao, thì sự thay đổi công nghệ, thay đổi tư liệu sản xuất không dễ dàng. Và cách duy nhất là họ tìm cách tống sang Việt Nam. Biến Tổ quốc thành đất lành cho những kẻ tìm cách tống sang Việt Nam những thứ lạc hậu, độc hại là lỗi của ai? Câu trả lời là cả dân và quan, nhưng lỗi chủ yếu là của quan chức, người viết tin là thế. Theo cựu Bộ trưởng Trương Đình Tuyển thì, vì lãnh đạo ta có tư duy nhiệm kỳ và chủ nghĩa thành tích rất nặng nề, các ông làm thế nào trong nhiệm kỳ của tôi đạt được tăng trưởng kinh tế, còn hậu quả để lại thì ông sau chịu trách nhiệm. Đấy là tư duy nặng nề, chúng ta nói mãi mà không thể thay đổi, rất nguy hiểm. Ông Tuyển nói không sai nhưng chưa đủ. Bên cạnh tư duy nhiệm kỳ và chủ nghĩa thành tích, không thể không đặt câu hỏi về những gì kèm theo các dự án, các hợp đồng nhập khẩu mà các ông đặt bút ký đã chủ tính. Vụ án Trương Chí Dũng là một ví dụ, mua chiếc ụ nổi giá trị thực chưa đến 5 triệu đô la Mỹ, đưa về Việt Nam, giá thành lên đến gần 20 triệu đô la Mỹ. VOV.vn viết, ngay sau thương vụ giao dịch, đúng như hẹn ước, số tiền tham ô 1,666 triệu đô la Mỹ được chuyển vào tài khoản của công ty Phú Hà do Trần Thị Hải Hà, em gái của Sơn làm giám đốc. Số tiền này, Sơn đưa cho Dũng 10 tỷ đồng, đưa cho Mai Văn Phúc 10 tỷ đồng và đưa cho Trần Hữu Triều 340 triệu đồng. Sơn cho Trần Thị Hải Hà 2 tỷ đồng, số tiền còn lại hơn 5 tỷ đồng, Sơn dùng để chi tiêu cá nhân. Biến đất nước thành sân sau cho bản thân và phe nhóm là tội rất nặng, biến thành sân sau để nước ngoài bòn rút của cải và tìm cách tống sang Việt Nam. Những thứ lạc hậu, độc hại nhằm phá hoại kinh tế, đầu độc sức khỏe người dân là tội đặc biệt rất nặng. Chờ đợi để những kẻ có 14 đến 15 sân sau hối cải, tự nguyện rửa tay đã nhúng chàm, liệu có phải sẽ là sự chờ đợi dài cả đời? Cũng tương tự câu nói, con đường từ lời nói đến việc làm là con đường dài nhất Việt Nam. Lò mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhóm lên đã nóng, củi tươi, củi khô, củi vừa vừa đều đang cháy, nhưng tốc độ cháy liệu có nhanh hơn tốc độ mọc của những hạt giống đã được ủ trong lòng đất? Xử lý kiểu này, luật nhảm, quan nhờn, dân ngao ngán. Thưa quý vị, chuyện luật cho dân, lệ cho quan và cả những hình thức kỷ luật mắt lòng quan nhưng nát lòng dân, ở ta không lạ. Có điều, cái mắt lòng quan là dành cho tham nhũng, thất thoát, lãng phí tiền tỷ thì phê bình khiển trách rút kinh nghiệm sâu văn sắc. Còn đối với dân, chỉ lấy cái bánh mì hay con gà, con vịt thì thôi rồi lượm ơi, nát một đời lao lý. Mới đây báo đăng tải hai vụ việc. Vụ thứ nhất xảy ra tại xã Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh. Cách đây ít lâu, lợi dụng chủ trương cấp đất ở cho người dân, ông Nguyễn Đức Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mai Phụ đã xác nhận khống hộ khẩu để cấp đất cho hai người anh của mình là ông Nguyễn Đức Tố và ông Nguyễn Đức Hoàng. Cụ thể, với vị thế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn xét cấp đất xã Mai Phụ, ông Hậu đã phê rõ trong đơn xin cấp đất của hai người anh trai là hộ chưa có đất ở, có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Sau đó, hai ông này đã được cấp hai lô đất vào loại đẹp nhất, cạnh lô đất mà gia đình ông Nguyễn Đức Hậu đang sinh sống. Tuy nhiên thực tế, hai ông này từ lâu đã không còn ở Mai Phụ mà vào miền Nam sinh sống và có hộ khẩu ở trong đó. Sau khi báo lên tiếng, Ủy ban Kiểm tra huyện Lộc Hà đã vào cuộc với tinh thần rất chi là kiên quyết, rất chi là quen thuộc, vô tư, khách quan, nghiêm khắc. Sai đến đâu xử lý đến đấy, bất kể người đó là ai. Ủy ban Kiểm tra Lộc Hà đã kết luận việc xét cấp đất này là sai. Ông Hậu thiếu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra để các bộ phận chuyên môn thực hiện việc lưu trữ hồ sơ về công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu bị mất mát, thất lạc. Hay, ông Hậu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn xét cấp đất nên nói thẳng ra, hành động sai phạm là cố ý lấy của công cho các anh trai mình, sao lại là thiếu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra? Ông Hậu không thiếu kiểm tra chỉ đạo đâu mà hoàn toàn có thể còn trực tiếp chỉ đạo các thuộc cấp phải cấp đất trái phép cho các anh mình. Tóm lại, đây là vụ tham nhũng đất công, sau đó bị báo chí phát hiện. Thế nhưng khôi hài hơn, với những sai phạm nghiêm trọng như vậy, ông Hậu lại được huyện ủy Lộc Hà tặng cho cái hình thức rất là mát lòng mát dạ. Đó là khiển trách, nhưng hết thời hiệu áp dụng nên không ra quyết định kỷ luật. Xong, vụ thứ hai cũng hài hước không kém. Bài công ty lâm nghiệp để mất gần 1.000 hectare rừng, giám đốc chiếm đất làm trang trại. Trên báo cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Lâm nghiệp, đường 9 về việc làm mất gần 1.000 ha rừng do bị lấn chiếm. Trong đó, Giám đốc Nguyễn Hồng Thái cũng mượn tạm một diện tích không nhỏ để làm trang trại. Tuy nhiên, do có tình tiết giảm nhẹ nên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thống nhất không xem xét, xử lý kỷ luật mà chỉ yêu cầu ông Nguyễn Hồng Thái kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với trách nhiệm là người đứng đầu công ty.
thế là kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm rồi nhé. Xong. Tóm lại, một ông chủ tịch xã ở Hà Tĩnh thì làm thịt hai lô đất vàng đẹp nhất xã cho hai ông anh ở tận miền Nam. Một ông giám đốc nông trường thì đầu têu lấn chiếm, khiến dân học tập làm theo phá cả ngàn hecta rừng. Thế nhưng, cả hai ông đều chẳng ai làm sao cả. Điều này tạo ra bức xúc dư luận. Vì thế, đề nghị Ủy ban kiểm tra cấp trên cần xem xét lại hình thức xử lý đối với các vị này và nếu phát hiện có sự bao che, cần có hình thức kỷ luật đối với các cán bộ liên quan. Nếu như vẫn điệp khúc luật cho dân, lệ cho quan, với những hình thức kỷ luật mát lòng tương sự như thế này thì luật nhảm, quan nhờn, dân ngao ngán. Xử lý nghiêm loại tội phạm giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo. Thưa quý vị, tại phiên họp thứ 10 vào tháng 4 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 3 của Quốc hội. Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này. Để tiếp tục phát huy các hiệu quả đạt được, cơ quan thường trực của Quốc hội đề nghị Ban dân nguyện tiếp thu ý kiến để bổ sung, hoàn thiện báo cáo, tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền, trả lời đầy đủ kiến nghị cử tri, tham mưu triển khai các hoạt động của đoàn giám sát chuyên đề theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội. Bên cạnh đó, các đoàn đại biểu Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, linh hoạt hơn về phương thức tiếp xúc, thu thập ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân tại địa phương để định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Văn hóa Giáo dục được giao tiếp tục giám sát triển khai việc thực hiện nghị quyết số 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó có các nội dung liên quan đến môn học lịch sử ở cấp trung học phổ thông. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành xử lý nghiêm minh các trường hợp trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư, nhất là các địa phương đang triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, phía Đông giai đoạn năm 2021 đến năm 2025. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Nghệ An, Đắk Nông, Quảng Nam, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Tĩnh xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng có giải pháp giải quyết với 13 vụ việc khiếu kiện đông người có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự được nêu tại báo cáo của Ban dân nguyện. Cùng với đó, tiếp tục có giải pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân có hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản. Rà soát có giải pháp xử lý dứt điểm đối với dự án đã được giao nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị xử lý nghiêm loại tội phạm giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thanh tra Chính phủ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021 và nghị quyết số 42 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15.